mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện kiếm nghịch thương khung bộ truyện đáng ghét hay nhất chưa kịp nghỉ ngơi hắn lại bị thêm một công kích từ phía sau hắn bị trúng trưởng của hướng thiếu rồi công tử ta thua rồi lại một thiên tài cấp công tử xuất thế rồi con ruồi nhỏ này đánh tệ thật chán thế không hổ danh là hướng thiếu đúng là kinh ngạc thật các ngươi đến muộn rồi đã bỏ qua một màn đặc sắc e rằng phim hay vẫn còn phía sau nơi này không thể ở lại lâu được công tử không sao chứ ta không sao hai tên khốn kiếp các ngươi ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi người đâu bắt bọn chúng lại cho ta, không quan tâm sống chết. Vẫn là thiên thiếu nhìn xa, coi khỉ hoang kia đúng là nhỏ mọn, thua rồi, thì lợi dụng thế lực của gia tộc để báo thù chúng ta, lần sau, đừng để ta gặp hắn. Nếu không, sẽ đánh gãy chân của hắn. Được rồi, ngươi đại nhân đừng so đo với người khác như vậy, theo như ta thấy, ngươi ngược lại có lẽ nên cảm ơn hắn. Đã để ngươi có thể hiện được thực lực, mặc dù là nói như vậy, nhưng ta cũng đã mở mang tầm mắt một chút, cái gọi là đệ nhất công tử và huyết công tử. Hành động của bọn họ hôm nay sẽ gây ra một trận mưa bão ở Thần Châu, Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi chút đã. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Tử Nhi, nhiều năm như vậy vẫn chưa về Long gia, có phải là có chút không quen đúng không? Thiên ca, cũng ổn. Ta biết muội không muốn về Long gia, ấm ức cho Tử Nhi rồi, chỉ cần cứu được người nhà, Tử Nhi không hối hận, có vài lời dồn nén ở trong lòng, muốn nói với Thiên ca. Thiên ca, muội rất sợ mất đi huynh, muội muội ngốc, không phải ta đang ở bên cạnh muội đây sao? Đột nhiên có tình huống gì vậy? Không sao, có gì từ từ nói. Ta muốn nói thân thế của ta cho huynh nghe, thật ra cha của ta là con trai trưởng của gia chủ Long gia, người thừa kế của gia chủ, mà mẹ của ta là thánh nữ của Luyện Huyết Tà giáo, con gái của giáo chủ Luyện Huyết Tà giáo. Cái gì? Cha và mẹ ta đã quen nhau 20 năm trước, bọn họ vốn dĩ là kẻ địch, nhưng lúc đó bọn họ lại không biết thân phận của nhau, hai người đều bị tài hoa của đối phương thu hút, vì vậy đã nảy sinh tình cảm, sau đó sự thật được phơi bày. Bọn họ đã đau khổ mà rời xa nhau, sau này cha của ta trong một lần hành động đã bị Luyện Huyết Tà giáo bắt đi. Mẹ muội đã liều chết mà thả ông ấy ra, mọi chuyện bị luyện huyết tà giáo biết, gần như là muốn lấy mạng của mẹ, bọn họ nhốt mẹ muội vào ngục mấy năm, vẫn là vạn bá bá đã lén lút cứu mẹ của muội, thì ra là như vậy. Chuyện của võ giả Thần Châu, cha bất đắc dĩ phải cứu mẹ, vì vậy cũng đắc tội với võ giả Thần Châu, hai người vẫn luôn ẩn cư ở bên ngoài cho đến khi muội được 6 tuổi. Cha đã đưa muội về Long gia để nhận tổ quy tông, kết quả, ngoại trừ ông nội gia, người của Long gia đều không muốn muội quay về. Võ giả Thần Châu đến, còn đem theo thiên tinh lệnh, bọn họ đều muốn giết ba người trong nhà của muội bọn họ đúng là quá đáng thật đến ngay cả người của long gia cũng muốn chèn ép chúng ta nếu như không có ông nội chúng ta sớm đã bị đánh chết rồi sau này nghe nói ông nội đánh người của thiên tinh các lấy thiên tinh lệnh kết quả nhiều người cầm thiên tinh lệnh đã đến ông nội đã đâm bốn kiếm những người đã mai phục chúng ta nên mới chịu hình phạt ngoại trừ ông nội bọn họ đều là người xấu ta hận bọn họ ta không thích người của long gia vốn dĩ chúng ta có thể tiếp tục sống ẩn cư nhưng đột nhiên có một ngày rất nhiều người của luyện huyết tà giáo đã đến mẹ của ta đã bị bọn họ giết cha ta vào vạn bà bá đưa ta ra ngoài, sau đó vạn bá bá vất vả lắm mới đưa ta ra ngoài được. chuyện sau này huynh cũng biết rồi, không sao, sau này thiên ca sẽ bảo vệ cho muội. ta tuyệt đối không để người khác ức hiếp muội đâu. thì ra thân thế của tử nhi lại thê thảm như vậy, xem ra tử nhi giống với ta, đều là những người đáng thương, không có cha mẹ, ngươi đúng là nhiều chuyện. có phải ngươi còn có một sư tôn lợi hại đó sao? người khác đánh đầu của ta không được, nhưng mà la cô nương có thể đánh thoải mái, còn dám cứng miệng, đáng bị đánh, không dám nữa. ai ra, ngủ đi, ta sẽ không rời khỏi muội đâu người của thiên tinh các vừa nãy đã cảm nhận được một hơi thở hiểm ác lẽ nào là mình nghĩ nhiều rồi đậu sư huynh có chuyện gì không không có gì chúng ta lên đường thôi kỳ lạ thiên tinh cát cách ninh thành tầm 10 vạn dặm đậu bân sau lại chạy tới nơi này cái gì mà người của thiên tinh cát đến rồi cứ cảm giác chuyện này có chút bất thường không sai quả thật là có chút kỳ lạ nếu như vậy mọi người hành động nhất định phải cẩn trọng một chút đáng tiếc tu vi của mấy đệ tử thiên tinh các quá thấp nếu như đệ nhất công tử cũng ở đây ta sẽ đánh hắn thành công tử đầu heo luôn đúng là ngông cuồng ngươi tưởng cấp công tử là heo chắc bớt giận bớt giận đừng hòng cướp uy phong của người khác đệ nhất công tử thì có gì mà gây gớm đó là do hắn chưa gặp hướng thiếu ta nên mới dám tự xưng là đệ nhất công tử đừng có nói mấy lời ngu ngốc nữa yêu nghịch cấp công tử của thiên tinh các, không thể nào so với bá công tử đâu ngươi khinh địch như vậy nhất định sẽ thiệt thòi đấy chúng ta cùng nhau hành động mục tiêu quá lớn các người ở đây đợi ta ta đi xem thử bọn họ rốt cuộc đang dở trò gì tùy ngươi cẩn thận đấy người của thiên tinh cát có lẽ là ở trong tử lầu này Bọn họ quả nhiên là đang ở đây, ngoại trừ Đậu Bân gia, còn có hai người, có Tu vi bán bộ Thiên giai và một Tu vi Thiên giai nhất trùng nghe nói Xuân Tiêu lâu ở đây rất nổi tiếng, thời gian còn kịp, chi bằng chúng ta hãy thư giãn một chút. Chú ý hay, he he, hảo hán quá, Ba ngày sau, có thể đến Đảo Nguyên Trúc của vùng biển rồi, lấy được đan dược hóa canh thiên đan của cường giả Hải ngoại, mới là chuyện lớn, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi nhất định sẽ không sống nổi đâu, hóa canh thiên đan, đệ nhất công tử lại không tiếc bất cứ giá nào, để mua hóa canh thiên đan ở Hải ngoại chỉ là để lấy lòng nguyệt hạm tích còn làm phiền chúng ta đến chơi bời một chút cầm mồm suy nghĩ của đệ nhất công tử sao có thể để các ngươi suy đoán được đệ nhất công tử nhất định là vương giả vô thượng của tương lai thay đệ nhất công tử làm việc hắn sẽ không để mọi người chịu thiệt thòi đâu tỷ thí của ngũ các có lẽ là nguyệt hạm tích giành được hạng nhất nhưng lại để mình làm hư chuyện tốt của tàng thiên ca nghe nói nguyệt hạm tích đã thể nếu như không trở thành đệ nhất nữ võ giả của thiên hạ sẽ không đồng ý sự theo đuổi của tàng thiên ca cái tên chết tiệt tàng thiên ca này đúng là dai như đĩa đáng tiếc lần này để các ngươi thất vọng rồi là kẻ nào là các ngươi thiên thiếu phát hiện gì sao nhỏ tiếng thôi ta thăm dò được đệ nhất công tử mua được một viên hóa canh thiên đan của một vị đan dược sư cấp thiên ở hải ngoại bốn người của thiên tinh các đến đó lấy đan dược hóa canh thiên đan là đan dược rất nổi tiếng thiên tinh các có đan dược sư cấp thiên tại sao đệ nhất công tử còn đi hải ngoại để mua khi ở thiên tinh các tôn đan thanh hình như có nói hắn ngoại trừ hóa canh thiên đan đan dược cấp thiên khác cơ bản đều có hóa canh thiên đan dược sư đã từng thăng cấp là một trong mấy loại đan dược cấp thiên khó luyện nhất, tác dụng của nó còn điên cuồng hơn cường giả đỉnh phong địa giai cảnh, lời này nói thế nào? Hoa canh thiên đan có thể khiến cường giả đỉnh phong địa giai cảnh nhanh chóng đem chân nguyên chuyển hóa thành canh nguyên, từ đó đột phá đến thiên giai cảnh, lại có kỳ đan như vậy sao? Không sai, lĩnh vực đan dược rất huyền diệu, đan dược có các loại tác dụng không giống nhau. Long gia ở Đông vực có khả năng tu vi sâu hơn, có thể trị thương, có thể có độc hại mạng người, có loại có thể thăng cấp chiến lực, tóm lại là đủ loại. Địa đan dược sư cũng không thể hoàn toàn luyện ra đan dược cấp huyền, thiên đan sư cũng không thể luyện ra đan dược cấp địa. Hóa canh thiên đan lại có tác dụng đặc biệt như vậy, tại sao không luyện chế lượng lớn, như vậy không phải là có thể nuôi dưỡng ra càng nhiều cường giả thiên giai cảnh sao? Cổ nhân chính là nghĩ như vậy, nhưng chất liệu của hóa canh thiên đan vô cùng nhiều, có một vài chất liệu rất hiếm gặp, kết quả vì hái một vài linh dược lượng lớn, cho nên đã tuyệt chủng, đúng là đáng ghét, chính là vì như thế, trong 10 năm nay, Thần Châu không còn luyện hóa thêm hóa canh thiên đan nữa, chỉ có hải ngoại mới có thể luyện chế ra nhưng số lượng vô cùng giới hạn thật ra từ thiên đỉnh phong đạt đến địa giai cảnh cũng có đan dược nhanh chóng đột phá gọi là hóa nguyên địa đan hóa nguyên địa đan mặc dù cần không ít chất liệu nhưng mà số lượng của địa đan nhiều hơn số lượng thiên đan sư sớm ở 300 năm trước thần châu đại địa đã tuyệt chủng mấy loại linh dược rồi hóa nguyên địa đan chỉ là tồn tại trong ghi chép của cổ tịch về đan sư đến ngay cả hai ngoại hình đều đã bị tuyệt chủng thì ra là như vậy tầm khiếu đan quả hồng anh mấy thứ này hiển nhiên đều không bằng hóa nguyên địa đan đã bị tuyệt chủng nếu như hóa nguyên địa đan còn tồn tại lượng lớn có lẽ võ giả sẽ không tồn tại cảnh giới bán bộ thiên giai gì đó mà là một cảnh giới lớn khác trả trách cường giả cổ đại lại nhiều như vậy ở thời đại đầy đủ đan dược bước vào thiên giai cảnh hình như cũng không khó ba ngày sau người của thiên tinh cát sẽ đi đảo nguyên trúc của vùng biển đông phương để lấy hóa canh thiên đan như vậy đây là cơ hội tốt nhất để đánh đệ nhất công tử tốt lắm đệ nhất công tử kia hay gây rắc rối hóa canh thiên đan này xem như bồi thường cho ngươi nếu như chủ ý đã quyết định chúng ta hãy đi đến long gia trước để tránh bứt dây động rừng được rồi xuất phát thôi đi long gia đã đến Long Gia, nơi này là phủ đệ Long Gia, người đến, xin hãy dừng bước, chúng ta đến để thăm Long Đằng Hải tiền bối, làm phiền thông báo lại một chút, có giấy mời hay không. Đây, đây, lão gia chủ vẫn luôn thanh tu, rất hiếm khi gặp người, bốn người có quan hệ gì với lão gia chủ, nếu như không có quan hệ, thì mời về cho, đừng làm phiền đến thanh tu của lão gia chủ. Đi đi, chúng ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp lão gia chủ, xin sư huynh giúp đỡ một chút, các ngươi tưởng đây là nơi nào, nhanh rời khỏi đây, nếu không, sẽ có người đến mời các người đi đấy. Long Đằng Hải là ông nội của ta, ngươi nói cái gì ha ha cháu gái của lão gia chủ là tử lâm tiểu thư ta có quen biết đấy vị cô nương này ngươi giả mạo nhận họ hàng để leo lên cao sao đáng ghét long đằng hải quả thật là ông nội của ta ta tên long tử nghiên ngươi là long tử nghiên đây là cô gái nhỏ đáng thương năm đó sao bây giờ đã lớn như vậy rồi ngươi là con gái của tên phản đồ long hạo thanh lá gan cũng không nhỏ đấy lại còn dám quay về sao a à, ngươi nói lại lần nữa sắc khí mạnh thật các vị bớt giận ta đi thông báo là được nhưng mà ta không có quyền thông báo cho lão gia chủ chỉ có thể thông báo cho quản sự thủ lĩnh trước, chỉ là, chỉ là cái gì, nhanh nói, chỉ là phía thủ lĩnh khó nói chuyện, chuyện 10 năm trước. Có lẽ cô nương vẫn nhớ, chỉ sợ gia chủ, không để cô gặp lão gia chủ, nghe lời khuyên của ta, cô nương chi bằng hãy rời khỏi nơi này, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Ngươi chỉ cần thông báo, không gặp được Long Hải đằng tiền bối, chúng ta tuyệt đối không quay về, hôm nay, cho dù là đánh vào đó, cũng phải gặp được lão gia chủ, mấy vị chờ một chút. Tử Nhi, không cần lo lắng, ừm, phản đồ cấu kết với luyện huyết tà giáo, võ giả thần châu ai cũng biết yêu nữ ngươi cũng to gan đấy ban đầu nhặt được cái mạng rẻ tiền này bây giờ còn dám quay về long gia gây chuyện sao thủ lĩnh đại nhân của chúng ta tới rồi các ngươi chết chắc tử nhi thủ lĩnh này là người nào hắn là người bên cạnh của nhị thúc ta hắn tên là long thừa minh năm đó người bày xích cha ta chính là nhị thúc và hắn nhị thúc đứng trước mặt mọi người đâm một kiếm vào cha ta kiếm này đâm vô cùng âm độc cho dù cha ta là một đan dược sư cũng không thể nào trị khỏi long thừa minh năm đó chính là ở bên cạnh của nhị thúc đã xếp phụ thân của ta vào mấy chục tội chính là muốn ép cha ta vào chỗ chết yêu nữ nhà ngươi ngược lại có chút giống với mẫu thân ngươi đấy xem ra từ trong xương đã có tài yêu của mẹ ngươi hoàn toàn không có một chút huyết mạch của long gia ta người đâu bắt lấy cho ta người này là tên tiểu nhân nham hiểu đáng bị đánh ngươi dám hắn đúng là to gan thật thân thủ nhanh thật tên thủ lĩnh bị huyền thiên đá vào đầu một phát đây sao có thể chứ thủ lĩnh đại nhân ngươi lại dám đánh thủ lĩnh đại nhân bị thương tội không thể tha thứ các ngươi muốn thay hắn báo thù sao qua đây thử long đằng hải tiền bối vãn bối là huyền thiên cùng với cháu gái Long Tử Nghiên đến đây để chào hỏi. Không hay rồi, có người đến Long gia để gây chuyện, chúng ta vào trong thôi, cuối cùng cũng đã có một tên gia hồn đến rồi, là ai mà dám to gan đến Long gia ta gây chuyện? Người đâu, bắt hết lại cho ta, dạ rõ, nếu như không nói đạo lý với các ngươi được thì đánh cho các ngươi phục, giơ tay chịu trói đi, nực cười, chỉ dựa vào các người ư? Đúng là đánh không đã, có 100 tên cũng không nhầm nhò gì, đúng là chán thật, chỉ có một quyền mà đã đánh ngã mấy chục cường giả địa giai hậu kỳ rồi. Hắn là yêu nghịch cấp công tử sao? Ăn nói ngông cuồng, lão phu sẽ đến xử lý ngươi ngươi cũng thế thôi trưởng lão bị hướng thiếu trưởng một phát văng cả cái nết đây sao có thể chứ trưởng lão là cường giả thiên gia nhất trùng đấy không thiếu ta đi giáo huấn hắn cũng được lại dám đánh lén bổn thiếu ư lại thua rồi quá yếu hay là các ngươi lên cùng đi lưu trưởng lão được tiểu tử là do ngươi tự tìm đừng hối hận hai lão liên thủ tên ngông cuồng này xui xẻo rồi ỷ đông hiếp yếu hướng thiếu ta đến giúp ngươi ta đến chơi với ngươi thế nào ngươi lại là ai cút đi đánh thắng ta rồi ta sẽ nói cho ngươi biết cường độ cơ thể mạnh thật lại dễ dàng hóa giải một kích của ta như vậy thực lực của ngươi cũng chỉ thế thôi sao sao có thể chứ tư chất của thông thiếu cao là một trong những hùng thiên tài hàng đầu ngoại trừ tử công tử của long gia gia sao lại có thể bị một võ giả cửu trùng địa giai đánh lui ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào ta nhớ ra rồi ngươi chính là huyền thiên trong truyền thuyết với tu vi địa giai cảnh đánh bại đệ tử thiên giai của bá kiếm môn là hắn thì ra ngươi chính là huyền thiên đã từng giết không ít yêu nhân của luyện huyết tà giáo cũng xem là thiên kiêu sao bây giờ lại ở cùng yêu nhân của luyện huyết tà giáo vậy Động ngoé ngươi cũng là người của long ra sao có lẽ là biết được thân thế của tử nhi cô ấy không có chút liên quan nào đến luyện huyết tà giáo ngươi cũng đừng rảo biện câu kết với luyện huyết tà giáo là tội không thể tha hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi long ra này khẩu khí lớn thật ta ngược lại muốn xem thử ngươi rốt cuộc có cái bản lĩnh đó hay không hai bọn họ bắt đầu đại chiến mọi người nhanh bắt yêu nữ lại ai dám thiên ca cẩn thận ngươi đang ở đây sao tiểu tử thiên thiếu ngươi đang làm gì vậy này đang tìm ta sao Tất cả nghe đây, ai dám hãm hại nữ nhân của ta, chết, rồi, Nhanh lùi lại, đau quá, Thiên ca, bây giờ không còn ai quấy nhiễu nữa, đến lượt ta giáo huấn ngươi rồi, chỉ dựa vào ngươi sao, to gan, lại dám ngang ngược ở Long gia. Hai vị cùng ta bắt lấy tên này, được, ba vị cường giả thiên giai cảnh nhất trùng lại ra tay với ta, cũng xem trọng ta quá rồi đấy. 24 Linh tướng kiếm, Hắc động tướng. Đây là Hắc động tướng của 24 Linh tướng kiếm, nguy rồi, công kích của chúng ta bị đánh phản lại rồi, tất cả đều thua rồi, đã xong, bây giờ có thể nói chuyện rồi không muốn bị đánh thì mau tránh ra cho ta nếu như không phải các trưởng bối thích yên lặng đi tu luyện ở xa bây giờ sao có thể để ngươi ngang ngược ở đây chứ đứng lại lại thêm một tên muốn bị đánh câu kết với yêu nữ ta thấy ngươi rõ ràng là đám bại hoại của võ giả thần châu còn dám chạy đến long gia gây chuyện sao các người đây là muốn chui đầu vào lưới từng tên đều đối xử lạnh lùng vô tình với tử nhi chả trách cô ấy không muốn quay về long gia nhưng cô ấy vẫn về phần tình nghĩa này mình tuyệt đối không thể phụ lòng cô ấy được ngươi là con khỉ từ đâu nhảy ra vậy khắp miệng đều là xít ngươi ăn ấy sao ngươi nói cái gì coi khỉ ăn cái kia ha ha dám vô lễ với bổn thiếu như vậy muốn tìm cái chết sao thế thì phải xem thử ngươi có cái bản lĩnh đó hay không phong thiếu là tu vi thiên giai tam trùng còn có thể vượt cấp khiêu chiến huyền thiên bọn họ có thể làm gì được tưởng hậu bối của long gia chúng ta không có ai hay sao huyền thiên e rằng hôm nay ngươi chỉ có thể kết thúc ở đây rồi đừng vui mừng quá sớm ai chết trong tay của ai vẫn chưa biết được đâu đây sao có thể chứ thú vị thử lại một lần nữa xem được rồi hướng thiếu đấm cho hắn không còn manh giáp đáng ghét tiểu tử này sao lại có sức mạnh như vậy cường độ cơ thể cũng rất kinh người ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu con khỉ ăn cái kia ngươi phải chống lại đấy các cô nương nhìn bên này mau chạy thôi e rằng các tiểu bối trong nhà không ai có thể chặn lại được đám người huyền thiên này rồi long gia chủ lệnh đồ sợ là sắp thua rồi nếu như con trai của người tử công tử còn ở đây sao có thể để bọn họ dễ dàng ngang ngược như vậy được chứ mất hứng quá kiêu ngạo của ngươi vừa nãy ở đâu hết rồi ăn thêm một quyền của ta nhé sao hắn lại mạnh như vậy chứ phong thiếu thua rồi tiếp theo giao lại cho ta đi đa tạ đỉnh công tử đã giúp đỡ khách khí rồi ngươi chính là đỉnh công tử chuyện của long gia ta khuyên ngươi bớt hoãn lại nếu không ta cũng đánh luôn cả ngươi luôn đấy khẩu khí lớn thật nghe nói bá công tử đã thua trong tay của ngươi ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút chỉ dựa vào trưởng này của ngươi sao ngươi mạnh hơn một chút so với tên công tử khốn kiếp kia đỉnh công tử này không thể so với bá công tử e rằng thực lực của hắn cũng không yếu hơn so với huyết công tử đỉnh công tử dạy dỗ hắn đi không hổ danh là đỉnh công tử đỉnh công tử thông đít hắn đi trường đó của ngươi theo như ta thấy vẫn có hơi yếu chi bằng sau này hãy gọi ngươi là hư công tử mợ cho rồi đi ngươi nói cái gì lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi ta không muốn lãng phí thời gian trên người của ngươi đâu đây là hơi thở của công pháp vương gia xem quyền ăn một quyền của ta đến hay lắm hơi thở âm hàn công kích của mình lại bị hấp thu rồi hắn bắt đầu hấp thu công pháp của hướng thiếu và sau đó tấn công cũng được đấy tên này không chỉ hấp thu công kích của mình hơn nửa còn đem công kích của mình trở nên lạnh hơn Thực lực của hắn vượt xa vương bá công tử, hiếm khi gặp được một nhân vật xuất sắc, không thể bỏ qua được. Xem thử ngươi có thể làm gì được công kích của ta? Công kích của ngươi hình như không có tác dụng với ta. Đừng nói khoác quá sớm. Lại một lần nữa đi, ngươi cứ thử đi. Thực lực của hai người này lại ngang bằng với nhau. Tiếp theo có cái hay để xem rồi, ngươi lại sở hữu đại lực kim cương thần công của kim cương vương, công pháp này là công pháp vừa cứng và vừa mạnh nhất trong thiên hạ. Bổn công tử quả thật đã xem thử ngươi rồi, bổn công tử còn có chuyện, nếu như hôm khác gặp lại sẽ phân cao thấp với ngươi. Một tiếng la lớn vang lên có chuyện gì vậy, ta cảm thấy là ngươi đang bị đau thận, quay về mà bồi bổ đi, bổn công tử bất cứ lúc nào cũng có thể chơi với ngươi, thận hư hay không thì sao, chỉ cần chiến lực mạnh là được, hãy tu luyện cho tử tế, nếu không, ngươi sẽ mất đi tư cách chiến đấu với bổn công tử đấy. Bớt lắm lời đi, ngươi muốn đánh thì đánh, không đánh thì biến đi, ngươi chính là Long Tử Nguyên đúng không? Tử Nguyên, đừng quan tâm đến hắn. Ta thích nữ nhân này, ngươi nói cái gì? Ta không thèm thích ngươi đâu, ta mãi mãi chỉ muốn ở bên cạnh Thiên Ca, ha ha, chúng ta sau này gặp lại ta không muốn gặp lại ngươi nữa đâu ngươi đừng hòng có chú ý với tử nhi một kích vừa nãy hình như đã làm lạnh đến trong xương của mình canh nguyên dương khí của mình hình như muốn thoát khỏi mà đi tên đó tu luyện công pháp cực kỳ âm hàn e rằng chưa chắc là nằm dưới đại kim cương thần công người này sau này nhất định chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta vị thiếu niên anh kiệt này sư tôn của ngươi là ai bái kiến gia chủ bái kiến gia chủ miễn lễ long đãng thanh rửa sạch lỗ tai của ngươi mà nghe cho kỹ đây sư tôn của bổn thiếu chính là tuy kiếm ông danh tiếng lừng lẫy tuy kiếm ông chưa nghe thấy nhân vật như vậy ở thần châu có lẽ là một tên tàn tu người này ngược lại nghe rất quen tai long đãng thanh rõ ràng không biết túy kiếm ông là ai mặc dù tu vi của hắn là thiên giai ngũ trùng nhưng trong bốn gia chủ lớn của thế lực nhị phẩm là mạnh nhất cho dù là như vậy mình và thiên thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn nếu như bổn tọa có thể lấy được một bộ công pháp vương giai ở trong tay của thiếu niên này cho dù bổn tọa có giết bọn họ có các vị thái thượng trưởng lão ủng hộ mình nghĩ lão đầu tử cũng không làm được gì sắc khí nặng thật nhất túy tiếu hồng trần trưởng kiếm hành thiên hạ chuyện di tích ở vạn hóa có lẽ long gia chủ sớm đã nghe rồi đúng không thì ra là hắn lời đồn chỉ là lời đồn lẽ nào long gia còn sợ hắn chắc bổn tội ngược lại từng nghe qua một chút có một lão già tự xưng là túy kiếm ông không môn không phái không có nguồn gốc người trẻ công pháp vương giai của người không phải người nào cũng có thể chịu được hãy giao cho long gia ta bảo quản mới ổn thỏa được ta đảm bảo các ngươi sẽ an toàn rời khỏi long gia thế nào thiên hạ đệ nhất mạc thiên cơ chính là túy kiếm ông ngươi dám ra tay với đệ tử duy nhất của hắn ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không ha ha một người đã mất tích mấy chục năm còn dám lấy ra để dọa bổn tọa đúng là nực cười thiên thiếu ngươi không cần lo lắng chỉ dựa vào hắn không có tư cách lấy được đồ từ ta đâu bổn tọa không có tư cách ư khẩu khí lớn đấy ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì có thể chiến thắng được ta sao hôm nay ai cũng đừng hòng đi tiểu bối nạp mạng đi chỉ dựa vào ngươi sao đây sao có thể chứ công kích này mạnh thật may mà nhờ hộ thân bảo thể không được hộ trận bị vỡ rồi hắn lấy kiếm ý bảo mệnh công phá rồi đây là kiếm ý bảo mệnh mà túy kiếm ông tiền bối để lại cho hướng thiếu gia chủ ông ấy không xông rồi đến ngay cả một đạo kiếm ý của sư tôn ta cũng không chặn được còn dám cướp đoạt thần công vương giai của bổn thiếu đúng là không biết tự lượng sức mình các ngươi còn né tránh bao nhiêu nữa còn không ra ngoài thì mất mạng đấy gia chủ chẳng qua chỉ là muốn thăm dò thực lực của ngươi một chút sao ngươi phải ra tay tàn nhẫn như vậy nếu như hắn không muốn lấy mạng của ta sao có thể kích hoạt kiếm ý bảo mệnh mà sư tôn để lại cho ta các ngươi đến long gia ta gây chuyện thì giải thích thế nào đây không sợ nói với các ngươi. Sư Tôn đã để lại 9981 đạo kiếm ý trong cơ thể của ta, tất cả cường giả thiên giai của Long gia các ngươi cộng lại, cũng không đủ để ta đánh. Tiểu tử, ngươi đúng là chém gió thật, đừng nói là 81 đạo, cho dù là 8 đạo kiếm ý, cũng đã đủ để nghiền nát cơ thể của hắn, với tư chất của Hướng thiếu, có thể chịu đựng được ba đạo kiếm ý của Tú kiếm ông đã là cực hạn, đối phương cho dù không tin, nhưng tuyệt đối cũng không dám manh động với chúng ta. Sự đáng sợ của Mạc Thiên Cơ ai mà không biết, tiểu tử này nếu như có tổn thất gì ở Long gia, mà thiên cơ sao có thể bỏ qua cho long gia của ta vị thiếu hiệp này tất cả chỉ đều là hiểu lầm do gia chủ bất kính long gia cảm thấy dây dứt xin vị thiếu hiệp thủ hạ lưu tình đạo kiếm ý này hãy thu lại đi như vậy còn nghe được nhưng mà đây là kiếm ý sư tôn để lại cho ta sao ta có thể khống chế được đây là nhiều nhất là hai canh giờ kiếm ý mới có thể biến mất để cho nó cắn răng chịu đựng thêm chút đi thái thượng trưởng lão cứu ta đừng sợ lão phu sẽ cứu ngươi lão ngũ đừng qua đấy ha ha có phim hay xem rồi ra ngoài cho ta hắn bị đạo kiếm ý giật cho le lưỡi rồi lão ngũ ha ha không biết tự lượng sức mình đâu quá đi lão ngũ ngươi không sao chứ ta không sao trong lúc mà nghìn cân treo sợi tóc ta đã dùng hết sức để thoát khỏi nếu không bây giờ không bị thương một tay đơn giản như vậy đâu tay của ngươi đạo kiếm ý này gần như đã đạt đến thập giai cực hạn ở đây e rằng không ai có thể phá được đâu năm đó mạc thiên cơ là kỳ tài đứng nhất trong thiên hạ lão hủ mặc dù lớn tuổi hơn hắn nhưng so với tu vi và chiến lực vẫn còn kém hơn hắn một bậc tất cả đều cho rằng Mạc Thiên Cơ gặp phải độc thủ của Tàng Vạn Tuyệt, nhưng không ngờ ông ta vẫn còn sống, sao ngài lại đến đây rồi? Bây giờ đã trôi qua 40 năm, lão hủ cũng càng lúc càng kém hơn hắn, một đạo kiếm ý của hắn, khiến lão hủ cũng không làm gì được. Ông nội, lão gia chủ, ông nội, cuối cùng cũng gặp được ông rồi, Tử Nhi nhớ ông lắm. Ha ha, đứa trẻ tốt, ông nội cũng nhớ cháu lắm, về rồi thì tốt. Tử Nhi, sao không thấy cha mẹ của cháu đâu? Bọn họ không về cùng cháu sao? Bọn họ, bọn họ, cha mẹ còn có vạn bá bá. Bọn họ đều bị luyện huyết tà giáo giết chết rồi. Cái gì? Đoạn Giang Hà, lão phu có thể tha cho con gái của ngươi, nhưng ngươi lại không tha cho con trai của ta, ngươi đến ngay cả con gái ruột của mình cũng không quan tâm. Sao có thể ác độc như vậy? Đoạn Giang Hà, lão phu kiếp này không thể đội trời chung với ngươi. Luyện huyết công tử tên Đoạn Thủy Lưu, hắn và Đoạn Giang Hà có quan hệ gì với nhau? Ông nội, đừng khóc, sau này cháu hãy ở bên cạnh ông nội, chỉ cần ông nội còn sống, ai cũng đừng hòng bắt nạt cháu. Đoạn Giang Hà, ngươi là kẻ thù của Tử Nhi, còn là người ta buộc phải giết thù của cử đoán lão nhân ta nhất định sẽ báo bây giờ ba cường giả lớn của thần châu đều là kẻ địch của ta phải nhanh chóng nâng cao tu hành mới được ông nội bọn họ là bằng hữu của cháu bái kiến gia chủ ba vị thiếu hiệp lão phu sớm đã nghe đồn trên đường đã vất vả cho mọi người vì chăm sóc cho tử nhi rồi ông nội cháu muốn học đan kinh thiên cấp cháu muốn làm đan dược sư cấp thiên đây đây đan dược sư cấp thiên không phải người nào cũng có thể học được chỉ có đạt đến đan dược sư cấp địa mới có tư cách học ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình đan dược sư cấp địa coi ra cũng chỉ có hai người mà thôi đan dược sư cấp thiên thần châu có được bao nhiêu người các ngươi cầm mồm hết cho ta tử nhi đã là đan dược sư thượng phẩm cấp địa rồi cháu gái lời này là thật chứ dạ vâng cái gì đan dược sư thượng phẩm cấp địa trẻ như vậy sao đây sao có thể chứ tốt lắm lông tử hư ảnh của cháu có mấy cái đã có năm cái rồi năm cái nếu có hai cái lông tự hư ảnh cũng đã là thiên tài rồi còn năm cái thì mình nhớ lần đầu tiên khi gặp tử nhi bên cạnh cô ấy đã có bốn cái long tự hư ảnh rồi bây giờ đã đạt đến năm cái đúng là lợi hại thiên thiếu chảy máu mũi rồi kìa ta có sao ba cái lông tự hư ảnh đã là thiên tài đẳng cấp rồi bốn cái là trăm năm rất hiếm gặp năm cái đúng là khó mà tưởng tượng được không lẽ là đang nói dối đây chứ năm cái lông tự hư ảnh đã từng xuất hiện ở long gia tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy sao có thể có được năm cái lông tự hư ảnh được bốn long tự hư ảnh có thể đã đạt đến tu vi thiên giới cảnh đỉnh phong rồi năm cái long tự hư ảnh không phải là vương giả rồi sao lão gia tử chỉ có ba cái lông tự hư ảnh đã đạt đến thiên giai cảnh thất trùng trong năm người chúng ta không ai có thể đạt đến ba long tự hư ảnh tuổi còn nhỏ đã đạt đến năm long tự hư ảnh tuyệt đối là không thể nào ha ha sáu năm trước long gia ta quả thật đã từng xuất hiện qua một vị tổ tiên sở hữu năm long tự hư ảnh hắn là thủy long vương quân lâm của thần châu đại địa sở hữu năm long tự hư ảnh nhất định sau này sẽ trở thành vương giả xem ra lại có thêm một vị vương giả rồi chỉ nói mà không có chứng cứ mời tử nhi hãy thể hiện một chút để mọi người mở mang tầm mắt làm càn tốt thôi thế thì ta sẽ cho các ngươi xem cháu không cần quan tâm đến bọn họ, ông tin cháu. chuyện của hôm nay nếu như có người dám tiết lộ ra bên ngoài, lão phu nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. dạ rõ, hơi thở mạnh thật. cháu gái, hãy cùng ông nội đi đến Hải Long Cư, cháu cứ ở đó. cho dù là đan kinh của Long Gia, hay là võ học bí tịch khác trong Long Gia, cháu muốn học cái gì cũng được. dạ vâng, ba vị tiểu hữu cũng có thể cùng nhau đi về đó. đa tạ Long tiền bối, làm phiền rồi. phụ thân cứu ta, hôm nay Long Đảng ra tay với ta, không có dự định muốn giết ta. Hắn chỉ là muốn thăm dò thực lực của ta một chút, ta không nhận được sự uy hiếp sống chết của hắn, đạo kiếm ý đó là tự động bay ra ngoài. Đây sao có thể chứ? Người có thể làm được đến điểm này chỉ có sư tôn mà thôi. Thì ra là như vậy. Trả trách chúng ta đi xa, sư tôn bọn họ là yên tâm như vậy, còn có sư tôn của ngươi ở đây. Lần này cứ đoạt được hóa canh viên đan, không sai. Ha ha. Này, các ngươi xem ta không tồn tại sao? He he. Vương Y, lần hành động này chúng ta tất thắng. Ngươi cứ ở lại cùng với Tử Nhi. Nghe nói hải sản ở đây rất nổi tiếng đấy có hải sản sao? Vậy khi các ngươi làm xong thì về sớm. Ok, Thiên Thiếu, chúng ta đã đợi một ngày rồi, sao không có chút động tĩnh nào vậy? Hôm nay là ngày giao dịch của bọn họ. Có lẽ là sắp tới rồi. Đến rồi kìa. Các ngươi ngược lại rất đúng giờ. Mau kiểm hàng đi. Như nhau thôi, không tệ, đây cũng là hóa canh Thiên Nan. Hai hơi thở đáng sợ này là, đệ nhất công tử, Tàng Thiên Ca, ngươi quả nhiên đã đến rồi. Như nhau thôi, Tàng Thiên Ca, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay bổn công tử sẽ xử lý cái đầu kia của ngươi, đưa đồ về Thiên Tinh Các. Dạ vâng, đoạn hồn đao hiệp vô sinh hồn các ngươi đừng hòng đi khỏi đây, đáng ghét, đây là vạn hóa thành pháp. Công kích của mình có thể phá giải, mau phá giải, mình của bây giờ vẫn không thể hoàn toàn hóa giải được công kích mạnh như vậy, đợi mình đem vạn hóa thánh pháp luyện chế đại thành vương giả, mình không sợ bất cứ công kích nào nữa, chết tiệt, Tàng Thiên Ca, cho dù ngươi đã học được vạn hóa thánh pháp, người hôm nay chết cũng là ngươi, Đoạn Thủy Lưu, hôm nay không giống như trước đây, cho dù cha ngươi là Đoạn Giang Hà có tới đây, cũng khó mà thoát khỏi được kiếp chết, vậy sao, ngươi đúng là khẩu khí lớn thật, rõ ràng biết ta tới đây rồi, còn dám nói những lời như vậy xem ra tàng vạn tuyệt lão quỷ kia cũng đã tới đây rồi tàng vạn tuyệt mau hiện thân đi đoạn giang hà ngươi biết không địch lại được bổn tôn còn dám tới nơi này có lẽ là đã tìm được trợ thủ rồi không sai ngươi dám đến tìm cái chết bổn tọa bái phục tàng thiên ca xem ra hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này ha ha đừng vui mừng quá sớm tên thuộc hạ bại tướng ngươi ở đây đâu phải là nơi giao dịch đây là hội long hổ là nơi đánh nhau của trưởng giáo trí tôn hai thế lực nhất phẩm mau rút thôi đáng tiếc trợ thủ của ngươi đều là thuộc hạ bại tướng của bổn tọa 20 năm trước các người không phải là đối thủ của bổn tọa 20 năm sau các người liên thủ đánh một trận cũng không phải là đối thủ của ta tàng vạn tuyệt vẫn chưa lấy được đầu của ngươi danh hiệu thiên hạ vô đầu của ta từ đầu đến cuối vẫn có chút khiếm khuyết đầu của ngươi ở trên người của ngươi đã hơn 20 năm nay hôm nay bổn giáo chủ sẽ lấy nó đi mau chịu chết đi khí tức nổ ra kinh thiên động địa thật đừng nhìn phía sau chúng ta mau đi thôi may mà hai chúng ta không ra tay trước nếu không cho dù là sư tôn ra tay cũng chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn cho chúng ta lần này xem như vô ích rồi ta thấy chưa chắc mau đuổi theo bọn chúng là được tàng thiên ca người của ngươi bây giờ e rằng đã chết hóa canh thiên đan cuối cùng vẫn là của ta muốn đánh thì đánh bớt lắm lời đi thay vì giết người nên lấy một viên hóa canh thiên đan thế thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không không ổn có nguy hiểm là kẻ nào giao hóa canh thiên đan ra đây ta sẽ tha cho các ngươi một con đường chết là các ngươi người của thiên tinh cắt lập tức tới đây rồi đến lúc đó người chết chính là các ngươi biết điều thì hãy nhanh cút đi hương thiếu ta đối phó với đậu bân những người khác giao lại cho ngươi cứ để đó cho ta giết chết bọn chúng chúng ta tỉ thí xem thử ai xử bọn họ trước tiên thế nào được thôi mau tấn công cút đi cho ta lại có thể dễ dàng chém đứt kiếm khí của ta đáng ghét kiếm ý thiên giai mạnh thật địa hỏa ấn các ngươi đều cút hết cho ta đi sức lực mạnh thật bên đây huyền thiên cũng không thua gì huyền thiên ngươi dám cướp đồ của đệ nhất công tử ngươi chết chắc rồi chuyện này không cần ngươi phải bận tâm lấy được đồ rồi thì tạm giữ ngươi một mạng hướng thiếu đã lấy được đồ rồi chúng ta đi thôi, đuổi theo, bàn tay này là gì vậy? Đáng ghét, Huyền Thiên, ngươi đừng chạy, xảy ra chuyện gì vậy? Hơi thở âm tà này thật đáng sợ, lẽ nào là hắn, hơi thở không yếu hơn sư tôn, chỉ có thể là hắn thôi. Hi hi, đều là vật đại bổ của ta, ngươi là ai? Già thần giả quỷ, muốn tìm cái chết sao? Quả ngươi là ai? Mau đi chết đi, vẫn là cái vũ khí ấy, là cái khúc xương ấy, ha ha, mùi vị không tệ, cái thằng nhãi danh, chúng ta lại gặp nhau rồi, hướng thiếu, chúng ta chia ra chạy, được rồi, gặp lại sau nhé bắt được ngươi rồi nguy rồi lão quỷ lần trước một kiếm chưa chém chết ngươi xem ra là ngươi đã quên rồi sư tôn lão tử quỹ lại là ngươi đến đúng lúc lắm nợ cũ nợ mới hôm nay tính với ngươi một lần một kiếm lần trước không chém chết ngươi lần này ta sẽ thành toàn cho ngươi ở đây giao lại cho ta hai người mau tốc độ rời khỏi đây đi dạ vâng các người ai cũng đừng hòng đi vết thương mới lành thì đã quên cảm giác bị đau thế thì ta sẽ dạy cho ngươi một trận ở bên đây trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt chịu chết đi cuối cùng cũng ra tay rồi đương đương là kiếm thánh của đảo trục nhật mà cũng đánh lén, đúng là khiến người khác xem thường vấn nhân chân nhất. Cút ra ngoài cho ta, ha ha, đã lâu không gặp. Tàng vạn tuyệt, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi một đoạn cuối cùng, chỉ dựa vào hai thuộc hạ bại tướng các ngươi còn không uy hiếp được đến bổn tọa, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám cứng miệng, ha ha, các ngươi cứ thử đi. Sau khi giết ngươi, ta sẽ san bằng thiên tinh cát để bọn họ đi cùng với các ngươi, ha ha, ông đây có sắp chết, người tiếp theo cũng đến lượt ngươi, vẫn nên lo lắng cho bản thân ngươi chút đi, đáng ghét đao pháp luyện huyết của mình đã luyện đến đại thành nhưng lại không làm gì được hắn đi chết đi huyết tà cuồng đao vạn hóa thành pháp hoàn toàn bị phá giải rồi trả lại đồ cho ngươi đáng ghét hắn bị thương rồi phá cho ta từ phía sau cái gì hắn chạy mất rồi xem thử người chạy đi đâu đáng ghét lão quỷ này còn mạnh hơn trước đây cho dù có mạnh cũng không địch lại hai người chúng ta liên thủ huyết hải vô biên kiếm trả một phương đáng tiếc các ngươi liên thủ cũng vô ích mà thôi vạn hóa thành pháp quả nhiên lợi hại không ổn mau chạy thôi trước tiên đừng vội vàng đi ta còn có một thứ muốn cho các ngươi xem xem ra ba cường giả lớn đánh nhau rồi mau đi thôi nửa canh giờ sau đảo loạn thạch đoạn thủy lưu có lẽ trốn ở trên đảo này huyền thiên đúng là oan ra ngõ hẹp chúng ta lại gặp nhau rồi so với đoạn thủy lưu ta càng muốn giết ngươi hơn ta xem lần này ai có thể cứu được ngươi đứng lại các ngươi muốn đi đâu huyền thiên chúng ta lại gặp nhau rồi ở đây cách đại lục thần châu mấy vạn dặm ngươi đến nơi này là muốn lấy hóa canh thiên đan đúng không muốn tìm cái chết Hôm nay ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Tên này là đệ nhất công tử, uy áp mạnh thật, những người khác cũng là thiên giai trung kỳ, lần này phiền phức rồi, tu vi của Tàng Thiên Ca lại tiến bộ hơn nữa rồi. Xem kiếm, ăn một quyền của ta này, giết bọn chúng đi, bớt chơi trò lại đi, công tử, có lẽ là bọn họ là nhân cơ hội chạy trốn từ dưới nước, đáng ghét, đuổi theo cho ta. Bọn họ vẫn chưa đuổi tới, hy vọng có thể lừa được, bẩm báo đệ nhất công tử, hai người huyền thiên đang chạy trốn về hướng đông bắc, tính kế hay lắm, đừng cho rằng các ngươi có thể chạy trốn đến đại lục thần châu. Thì lừa được bổn công tử, lần này các ngươi có một cánh cũng khó mà bay được. Kỳ lạ, nước biển ở đây sao càng lúc càng đen đi vậy? Ha ha, phía trước chính là biển ma vụ, các ngươi chính là muốn tìm cái chết rồi. Tìm thấy bọn họ rồi, phía trước có truy binh, phía sau có yêu thú, tình hình không ổn lắm, ta có một chủ ý hay. Bọn họ xông qua đây rồi, biết chạy không thoát, nên muốn liều mạng sao? Cút hết đi, để bổn công tử đích thân kết thúc bọn họ. Chết tiệt, đây là hỗn độn ngư quái, nhưng hy vọng như vậy có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, chúng ta đi nhanh thôi. Làm tốt lắm, đáng ghét lại dám tập kích bổn thiếu hướng thiếu bằng hữu của ngươi đã bị ta đánh vào biển ma vụ ngươi muốn vào đó cùng hắn hay là để bổn công tử chém chết đây nếu như liều với bọn họ chỉ có thể tìm đến con đường chết mà thôi huyền thiên ngươi lựa chọn thế nào thế thì ta cược một ván cùng là người thần châu bổn công tử sẽ tuyển ngươi một đoạn huyền thiên cố gắng chặn lại công kích nhưng không được rồi huyền thiên bị thương rồi ha ha huyền thiên vĩnh biệt ngươi một canh giờ sau tàng thiên ca ngươi nhất định sẽ hối hận vì lúc đó không trực tiếp giết ta hướng thiếu có kiếm khí hộ thể của sư tôn nhất định là không sao không biết bây giờ hắn đang ở đâu hướng thiếu ngươi đang ở đâu cút đi cút hết cho ta đây là thứ gì đây là linh thạch ma mình ở trong thí luyện của cấm địa bắc thần cát lấy được thiên cơ bảo giám bên trong có ghi chép rằng linh thạch ma là vật phẩm mấu chốt để chế tạo cơ quan của con dối những con cơ quan con dối mà mình lấy được chính là linh thạch ma để điều khiển nhưng linh thạch ma từ đâu tới phía trên đều không có ghi chép mình cũng không phát hiện ở thần châu đại địa không ngờ ở trong biển ma vụ lại có linh thạch đáng tiếc Hai miếng linh thạch này quá nhỏ, phẩm chất cũng bình thường, có lẽ có thể điều khiển được cơ quan con rối địa giai cảnh, nhưng bây giờ, đối với mình mà nói, là tác dụng không lớn lắm, phạm vi của biển ma vụ cực lớn, có lẽ có phẩm chất cao, linh thạch ma có thể chế tạo ra được cơ quan con rối thiên giai. Đến Vũng biển ma vụ, không có đáng sợ như lời đồn, có lẽ võ giả đi vào trong đó, không phải là vì bị chết, mà là bị nhốt lại, mình không chỉ có thiên cơ bảo giám thượng cổ, còn có trận đạo, mình có thể cảm nhận được trận pháp nào đó bố trí trong biển ma vụ, có lẽ khi nghiên cứu trận đạo có thể tìm thấy được cách rời khỏi đây. Cái quái vật, ta đến rồi đây, quái vật càng ngày càng hoành tráng, phá cho ta, phẩm chất vẫn không được, phía trước là cái gì, kia là, long mạch. Tốt quá rồi, không ngờ ở đây cũng có long mạch, nếu có nó mình có thể đột phá đến địa giai cảnh thập trùng, thậm chí là cảnh giới cao hơn, động đất rồi sao? Định mệnh, cái quần què gì vậy, là con cua khổng lồ sao, dám đánh lén tiểu ra, đây là quái vật gì, không phải chứ, đây là yêu thú bảng quái cấp 9. 126 con, 127, đây là nơi quỷ quái gì vậy, sao lại không đi ra ngoài được lẽ nào thật sự như sư tôn đã nói đi vào ma vụ chi hải chỉ có một con đường chết thôi sao không biết thiên thiếu bây giờ thế nào rồi 128 con ăn một kiếm của ta đi không hay rồi huyền thiên bị nó tấn công rồi lực công kích mạnh thật bảo khí trên địa giai đều không thể chống lại được xem ta làm thế nào phá được lớp võ cua của ngươi đây xem kiếm hình như vẫn không hề hấn gì đối với con cua khổng lồ này không hổ danh là yêu thú cấp 9. lại có thể phóng thích ra được công pháp thần thông không hay rồi nó công kích lại rồi không đỡ được nữa nhưng hình như từ đôi mắt của huyền thiên đã phóng thích ra đạo kiếm ý may mà có kiếm khí bảo mệnh mà sư tôn để lại ba đạo kiếm khí giờ còn lại hai đạo cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa bỏ đi không nghĩ nữa tất cả đều thuận theo tự nhiên qua wow, đúng là một viên thạch lớn đủ để khống chế một con rối thiên giai rồi nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng hấp thụ lông mạch để nâng cao tu vi mình nhất định phải sống tử nhi huyên huyên còn có người nhà đang đợi mình sắp tới long mạch rồi nhưng huyền thiên bị gì đó quấn quanh đệt mợ dây leo cũng thành tinh rồi sao địa diệm tâm hỏa đốt cháy cho ta nguy hiểm thật long mạch ta tới rồi đây huyền thiên tiếp tục bị tấn công sao vẫn chưa xong chứ trong họa có phúc lại lấy được một miếng ma linh thạch khổng lồ ở đây đúng là khó tin thật phía sau không biết sẽ xuất hiện quái vật gì nữa đây long mạch có lẽ đang ở gần đây đậu xanh đúng là bị mình nói chúng rồi đây là cây cổ thụ yêu sao huyền thiên bị cây cổ thụ tấn công thậm chí là có rất nhiều cây cổ thụ sao có lý như vậy được chứ thiêu chết các ngươi luôn ngươi vẫn chưa chết sao đờ mờ lại giận ta rồi sao ỉ mạnh hiếp yếu còn dám kêu ngạo Linh kiếm địa giai, cái này xem như bồi thường tinh thần cho ta, Long mạch có lẽ đang ở gần đây, tìm thấy rồi, không hay, nó muốn chạy trốn. Người chạy đi đâu, ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, Long mạch tinh khí tinh thuần thật, đủ để mình đột phá đến địa giai thập trùng cảnh, tinh khí bơi vào mỗi một huyệt vị ở cơ thể, không ngừng có huyệt vị được mở ra, ta sắp đột phá rồi, cuối cùng cũng đã đột phá rồi, nguy rồi, Long mạch sắp cạn kiệt rồi, cảm ơn ngươi, mau đi đi, ta cũng nên đi rồi. Hình như có thứ gì đó đang lại gần ta, là một chiếc thuyền, ở đây sao lại có một chiếc thuyền được chứ trên thuyền có công ít võ giả đại đa số đều là tu vi tiên thiên cảnh số ít cũng là tu vi địa giai cảnh sơ kỳ là kẻ nào mọi người đừng hiểu lầm ta không có ác ý ta bị lạc đường ở đây muốn tìm hiểu tình hình ở đây với các vị một chút đừng hòng lừa người khác mọi người đều cất vũ khí lại người ta nếu như có ý xấu các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ vị công tử này chúng ta là người của trình gia đảo bình hổ tại hạ là trình kiếm cắt xin hỏi ngài là ta từ bên ngoài đến đây bị lạc đường nếu như các ngươi đưa ta rời khỏi nơi này nhất định sẽ được hậu tạ bên ngoài ngươi từ bên ngoài biển ma vụ đến đây sao hắn lại là người từ bên ngoài đến từ thời thượng cổ đi vào biển ma vụ thì không ra ngoài được rất xin lỗi chúng ta không thể đưa ngài rời khỏi nơi này ngài có thể xông qua biển ma vụ cũng là kỳ tích đã có mấy trăm năm nay chưa có người bên ngoài nào đi vào biển ma vụ rồi hướng thiếu e là lành ít giữ nhiều rồi chỉ cần đưa ta đến nơi có người là được ta sẽ cho các ngươi thủ lao hậu hĩnh công tử không cần phải khách khí chúng ta đã ra ngoài hơn một tháng chuẩn bị mấy ngày hôm nay sẽ quay về bảo đình hổ đưa ngài ra ngoài chỉ là thuận đường mà thôi, sao có thể lấy thù lao chứ? Đảo Bình Hồ chúng ta là một trong nhiều đảo nhỏ của đảo Phong Vân, trên đảo đều là người của Trình gia chúng ta sinh sống, nghe phụ thân nói, tổ tiên của Trình gia chúng ta cũng là từ bên ngoài biển Ma Vụ. Vì lạc đường mà đi vào đây, hôm nay được gặp công tử, cũng xem như là có duyên, tu vi của ngài cao cường, sẽ được đối đãi như khách quý của Trình gia ta. Ở trong biển Ma Vụ này, có rất nhiều hòn đảo có võ giả sinh sống sao? Công tử có việc không biết, biển Ma Vụ không phải là vùng biển màu đen, bên trong còn có càn khôn, đảo phong vân là một hòn đảo lớn xung quanh là hàng ngàn vạn dặm đảo bình hổ thì rất nhỏ chỉ có hơn 100 dặm hòn đảo giống như đảo bình hổ ở gần đảo phong vân cũng không có dưới 10 cái lại có nhiều như vậy sao trong biển ma vụ này hình như còn có một thế giới khác còn có một vài đảo lớn xung quanh 10 vạn dặm giống như một vùng đại lục chỉ có điều những đảo lớn này lại vô cùng xa xôi ở đây cũng gần giống như với miêu tả bên ngoài những hòn đảo này đều bị thế lực lớn chia rẽ rồi công tử ngài ở đảo bình hổ chúng ta có thể tùy ý nhưng ở trên hòn đảo lớn tuyệt đối phải cẩn thận đừng nên chọc vào đảo phong vân vì trên đảo còn có một vị cường giả siêu cấp thiên giai cảnh nhất trùng và 10 vị cường giả địa giai cảnh cửu trùng tọa chấn tất cả đảo nhỏ ở gần đó đều phải nghe theo mệnh lệnh của đảo phong vân đa tạ trình gia đã nhắc nhở trong biển ma vụ hình như cũng không khác gì với thế giới bên ngoài vùng đất này hình như có hơi yên tĩnh không bình thường là cá mập khổng lồ khát máu huyết sát kình mọi người cẩn thận chuẩn bị chiến đấu bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ của con này như vậy chỉ có thể tìm chết vô ích mọi người hãy cùng ta xông lên liều chết với nó giết nhưng không được rồi vậy là kết thúc rồi sao nhưng khi ấy huyền thiên chỉ cần ra một kiếm đã nhanh chóng trẻ làm đôi con quái vật đó lấy được linh ma thạch đa tạ thiên thiếu đã giúp đỡ chuyện nhỏ thôi mà đừng khách khí cái này tặng cho các người như vậy không được đâu không 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 công tử ngài đã cứu tính mạng người của cả thuyền chúng ta chúng ta không biết lấy gì báo đáp sao có thể lấy đồ của ngài như vậy chúng ta không tiếp nhận được đâu ngồi thuyền đương nhiên phải trả tiền cái này khác với chuyện cứu các ngươi lẽ nào các ngươi không muốn để ta ngồi thuyền sao? Không phải, công tử hiểu lầm rồi, được rồi, nếu công tử đã muốn như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ công tử, xuất phát. Về nhà, đã đi được ba ngày rồi, sau lại vẫn là vùng biển và bóng tối vô biên, thiên thiếu, nhiều nhất là còn thời gian một ngày, chúng ta có thể rời khỏi vùng biển màu đen này. Đi vào khu vực biển ở trong biển ma vụ, ở đó trời xanh nước trông rất yên bình, vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có thể rời khỏi vùng biển này rồi. Phía trước có thuyền đến, nhất định là người của chắc gia, chuyển hướng thuyền sang phía bên phải, mọi người mỗi người làm một việc làm chuẩn bị cho tốt việc của mình giả dạ rõ chắc ra có la lịch như thế nào chắc ra là người của đảo trung đô cũng là hải tặc có tiếng xấu nổi tiếng nhất rất nhiều gia tộc đều bị cướp hết mọi người đều phẫn nộ nhưng không dám nói bởi vì chắc ra có chín cường giả địa giai cảnh đỉnh phong còn có một vị cường giả siêu cấp thiên giai cảnh tọa chấn đáng ghét một chút thực lực này mà cũng dám làm điều ác xem ra lời đồn là thật rồi trong tay của chắc ra có khôi lỗi thú tất vân điều. khôi lỗi thú này có thể phi hành trên bầu trời ở biển ma hải lại gần trong biển đồng thời cũng khóa mục tiêu lại đây là tuyệt thuật độc môn của đảo phong vân chắc ra và đảo phong vân đều là cá mẻ một lứa ở đây còn tốt hơn cả những gì mình nghĩ bọn họ bắt tay với nhau để cướp đoạt những hòn đảo xung quanh mọi người vất vả nhưng không dám nói bọn họ chỉ muốn cướp đoạt tài sản không hại người bị thương chứ nếu như mọi người nghe lời và không phản kháng có thể giữ được tính mạng xem như mất tiền mà không chết không lâu trước đây lâm ra của đảo khuê thủy chính là vì kháng cự người bình thường thì bị giết hơn một nửa tài sản cũng bị cướp đi hết nếu như các ngươi đã xem ta là người của mình bổn thiếu nhất định sẽ giúp hết sức bảo vệ mọi người không bị bọn họ bắt nạt thiên thiếu thực lực của trác gia cực kỳ mạnh có cường giả siêu cấp thiên giai tọa chấn ngươi tuyệt đối không được chọc đến bọn họ đảo phong vân nghiêm cấm những võ giả của đảo khác giết người nhưng bọn họ quả thật là những kẻ liều mạng giết người không chớp mắt có ta ở đây Trình trưởng lão cứ yên tâm nếu như bọn họ chọc đến ta người hối hận nhất định là bọn họ đây đây cho dù là cường giả thiên giai cảnh nhị trùng cũng không có gì phải sợ huống hồ là chín võ giả địa giai cảnh thập trùng của trác gia và một vị cường giả thiên giai cảnh trình trưởng lão ngài có thể nói cho ta biết về tình hình thực lực của đảo phong vân được không được nhé người mạnh nhất của đảo phong vân là có tu vi thiên giai cảnh tam trùng thiên thiếu trẻ tuổi như vậy đã có tu vi địa giai cảnh thập trùng ở ngoài biển mau vụ nhất định là có lai lịch thiên tài cái thế nhân tài như vậy lại đi vào biển mau vụ e rằng không thể ra ngoài được trong biển ma vụ chắc chắn sẽ quật khởi một vị cường giả cái thế kinh thiên động địa rồi không hay rồi bị bọn họ đuổi kịp rồi các ngươi chạy đi đâu ngoan ngoãn làm việc theo quy tắc lão tử sẽ không soi đo với các ngươi nếu không ta sẽ giết sạch các ngươi cho cả ăn. Đại gia của Trác gia đến rồi đây, đem những thứ các ngươi thu hoạch được giao ra đây, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, các ngươi sẽ chôn ở trong bụng cá đấy. Ha ha, bức họa thu hoạch một tháng, trong chốc lát lại đem hết đại đa số tặng ra ngoài, sao có lý đó được chứ? Bắt nạt người quá đáng, người của Trác gia, nhanh chóng rút ra khỏi đây, nếu như dám lại gần, thiên thiếu ta nhất định sẽ giết không tha. Ở đâu xuất hiện ra một thiên thiếu, lão tử bây giờ thấy rất ngứa mắt. Thiên thiếu là cái thá gì, đúng là to gan thật, đi đi, dạy dỗ cho hắn quy tắc của mình, mượn nó, ăn phải gan hùm rồi đúng không lão tử sẽ cắt lưỡi của ngươi ra hẹn cho các ngươi trong vòng ba tức mau cút khỏi đây nếu không hậu quả tự chịu lấy một hai ta khinh thằng nhãi danh của trình gia nghe kỹ đây cho lão tử đại gia của trác gia tức giận rồi đây đem tất cả thu hoạch của các ngươi toàn bộ giao ra đi nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi đâu à tiểu tử này thật sự động tay rồi sao làm tốt lắm thiên thiếu vẫn còn trẻ như vậy ngông cuồng thì phải trả giá thôi đây sao có thể các ngươi quá yếu rồi lợi hại thật có qua thì phải có lại đến lúc ta trả lại lễ rồi, mau chạy thôi, chạy đi đâu, linh kiếm địa dài, không hay rồi, cứu mạng trưởng lão, cứu mạng, thuyền lớn của chắc gia, do khôi lỗi mộc địa dài hậu kỳ chế tạo mà thành, vô cùng vững chắc, khôi lỗi như của địa dài cảnh hậu kỳ, đều không thể công phá, thiên thiếu này lại có thể đem thuyền chém thành làm hai, hai vị trưởng lão, người này đã hủy thuyền lớn của chắc gia ta, không xử lý hắn cho cá ăn, sao có thể dập tắt được cơn giận của võ giả chắc gia ta chứ, cầm mồm, thực lực của người này rất mạnh e rằng chín vị đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn bây giờ chúng ta mà chọc đến hắn chỉ có thể tìm cái chết mà thôi trình ra khi ra biển trên thuyền không có thiếu niên như vậy cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong đảo này thân phận của người này không rõ ràng lẽ nào hắn là thiên kiêu tuyệt thế ở trong biển ma vụ chúng ta đều biết hết thiên thiếu này chưa bao giờ nghe đến hắn có khả năng lớn đến từ bên ngoài biển ma vụ bên ngoài biển sao này ba người các ngươi còn đứng đó nói nhảm gì nữa muốn đánh thì đánh đi sợ rồi thì nhanh cút đi ngươi đáng ghét quảng hắn là ai chứ ở đây không có ai dám nói chuyện với trác gia như vậy ngươi muốn chết sao không muốn chết thì câm mồm lại cho ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi cho dù ngươi là ai dám chọc đến chắc ra ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn nhanh đi cứu người lần này cũng xem như cho bọn họ chút giáo huấn nếu như còn có lần sau không thể để bọn họ rời như vậy được nữa ha ha cứu ta giỏi cho một thiên thiếu chắc ra sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt 10 ngày sau cuối cùng tu vi cũng được củng cố rồi thì ra trong biển ma vụ còn có một vùng trời khác nơi này bình yên vô cùng ta ngược lại muốn xem thử thiên thiếu này rốt cuộc là thần thánh phương nào không hay kia là đại trưởng lão của trác gia e rằng kể đến không thiện ý có lẽ đến hoan nghênh ta ta vẫn chưa so đo với bọn họ thì bọn họ ngược lại tự đến tìm ta ngược lại muốn xem thử bọn họ có tư cách này hay không thiên thiếu đừng kích động ngươi chính là thiên thiếu sao không sai chính là bổn thiếu huyền thiên tiểu triệt không cho phép ngươi đi theo ta đến biển mau vụ ngươi cứ đi cho bằng được đúng là khiến ta lo lắng mà sao hắn lại biết tên thật của mình chứ nếu như ngươi có bất chắc gì sao ta có thể bàn giao lại với huyền gia phụ chứ huyền gia hắn là người của huyền gia không có chuyện gì quay lại là tốt rồi còn không nhanh chóng đưa huyền thiên thiếu gia về bọn họ một người hát một người đàn là đang còn giúp mình sao để mọi người lo lắng rồi vãn bối thật sự là thấy ấy nấy giả vờ giả vịt người nào của trình gia ra biển chắc gia ta biết rất rõ ngươi không phải là người ở trong đó tiểu tử ngươi đến từ bên ngoài biển ma vụ đúng không đừng cho rằng lão phu không biết ngươi dám đối đầu với chắc gia ta ở biển ma vụ chỉ có tìm đường chết mà thôi thật là bỉ ổi đây là cửu khúc nghịch tâm kiếm của huyền gia bảo khí thượng đẳng thiên cấp cửu khúc nghịch tâm kiếm của huyền gia bọn họ lại nhận ra cửu khúc nghịch tâm kiếm huyền gia mà bọn họ nói rốt cuộc là sao tiểu tử này chẳng qua chỉ là tu vi địa giai cảnh nhưng lại mang theo thần binh thiên cấp đây chính là tặng bảo vật cho đảo phong vân ư ha ha chắc sử cường bắt lấy hắn cho ta tuân mệnh chắc chủ tiểu tử thối giao bảo khí ra đây sẽ lấy ngươi để khai đao trước vậy đây sao có thể chứ không thể nào cứu ta không xong rồi cái này chỉ là một kiếm thôi sao lại dám giết người ở trong vùng biển của đảo phong vân tiểu tử Ngươi đây là đang còn tìm đường chết sao? Đây chính là người cơ quan Thiên giai cảnh nhất trùng, do con rối gỗ cấp Thiên giai trên đảo chế tạo ra, trả trách lão thất phu này lại ngông cuồng đến như vậy. Cộng thêm, chẳng qua cũng chỉ là thực lực của ba võ giả Thiên giai cảnh nhất trùng, không có gì phải sợ. Thiên thiếu, để ta đến giữ chân của hắn, ngươi hãy nhanh chóng đi đi. Hắn chỉ có chút thủ đoạn này, cũng không thể làm bổn thiếu bị thương, các ngươi hãy lùi ra xa một chút, tuổi trẻ lại quá ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ lên lớp giảng dạy cho ngươi. Có chút thú vị, thế thì ta sẽ chơi cùng với ngươi, công pháp quỷ dị thật Đối diện với hai người cơ quan có chiến lược thiên giai cảnh nhất trùng, lại không có chút lép vế nào. Lẽ nào hắn thật sự là người của Huyền gia, cho dù là như vậy thì đã sao, người cơ quan không tệ, bổn thiếu sẽ nhận lấy, bị tiêu diệt rồi sao? Mạnh thật, món quà này cũng không tệ, bổn thiếu sẽ nhận lấy nó, thế thì phải xem thử, ngươi có mạng để hưởng thụ hay không? Là phân thân, không ổn, ngươi thua rồi. Ta là thái thượng trưởng lão của Đảo Phong Vân, giết ta chính là trở thành kẻ địch với cả Đảo Phong Vân, Đảo Phong Vân sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi tha cho ta một mạng. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng mọi người đều sẽ bình an vô sự có được không đảo phong vân bổn thiếu cũng không thèm xem ra gì thiên thiếu xin hãy thủ hạ lưu tình thiên thiếu giữa các người không có thủ oán gì lớn người giết người cũng xem như là chúc hận hai người cơ quan kia xem như là bồi thường xin thiên thiếu thủ hạ lưu tình lão thất phu lần này tha cho ngươi một mạng lập tức cút ra khỏi đảo bình hổ hãy nhớ lời thề của ngươi nếu như đảo phong vân còn dám đến làm phiền ta hoặc gây phiền phức với đảo bình hổ thế thì đừng trách bổn thiếu sẽ kiếm đạo vô tình vâng dạ vâng không dám nữa không dám nữa đâu Đảo Phong Vân tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức với ngươi nữa. Đa tạ ơn không giết của Thiên Thiếu, đa tạ Thiên Thiếu đã giúp đỡ cho Trình gia, lão hữu vô cùng cảm kích. Trình lão bá đã khách khí rồi. Trên đường thấy chuyện bất bình, rút dao ra giúp đỡ. Vãn bối tuyệt đối không thể từ chối. Trình lão bá nhận ra kiếm này sao? Như chứ, đây là gia tộc nhất phẩm của Tây vực, cửu khúc nghịch tâm kiếm của Huyền gia. Nhưng mà Huyền gia bây giờ sớm đã không còn là thế gia nhất phẩm nữa, mà là nhị phẩm rồi. Trình lão bá ở trong biển ma vụ, sao có thể biết được cửu khúc nghịch tâm kiếm của Huyền gia? Mời thiên thiếu đến hàn xá nghỉ ngơi, đợi lão hủ từ từ kể lại. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo ở video sau.